Nước mắm Color Man đậm đà hương vị truyền thống. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Tiếng Rau 4.0. Hôm nay thì Tiếng Rau 4.0 đang có mặt tại Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Và ngày hôm nay nhân vật của chúng ta đó chính là cụ Tèo, kẹo ú huyền thoại tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk này. Kẹo ú nóng gòn đây bà con ơi. Đó, buông tay thử nè, đó, ăn gấp chưa? Đông quá anh sao ngồi đâu đây? Kẹo ú ngoại Tèo đi, kẹo ú đi. 40 bịch là 400 ngàn hả con? Ủa, 40 bịch là 40 ngàn hả? Mà có lẽ đây là một trong những cái tập mà mình nghĩ sau này những hình ảnh này có thể là nó sẽ trở thành những cái quá khứ, những kỷ niệm đẹp. Đón xem Tiếng Rau 4.0 tập 9 phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ 6 ngày 18 tháng 12 năm 2020 trên kênh HTV7.